Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại tiếp theo kênh của Chương Tiền Tỷ nha mọi người. Thì hôm nay mình có một số phụ tùng mình muốn chia sẻ cho mọi người ở đây cũng biết. Thì cái bộ phụ tùng này, xe lâu này là cái bánh này là bánh 350 trừ 19 nè. Này. Đó, bánh 350 trừ 19. Bánh xe này là lớn nhất của trong xe lâu nè mọi người. Thì bánh này có thể trọng tải lên hơn 1 tấn. Đi kèm với bánh thì có trục và nhíp. À, trục và nhíp tay u bát, tay u bát đầy đủ ha. Ở đây có cục lâu cũng to cực đại luôn mọi người đó, để dùng chế mấy xe bự nè. Đi kèm thì có lê đó, bộ này tương đối chất lượng. Qua đây thì có bộ nhỏ hơn xíu, thì bộ bánh 300-19 ha. Đây là 300-19 cầm hàng đó, đùm ở đây đùm liền luôn. Thì 319 này nó cũng có dòng cam rút nha mọi người. Cầm rút nè, thì bộ này chỉ tải được 800 kg ha. Nó tải 800 kg thì mọi người tải cái bộ này ngon hơn. Cũng có tay u bát nhíp đầy đủ, cọc lâu. Thì cọc lâu này nó nhỏ hơn cái size của cái bánh lớn hơn nãy mọi người. Nhỏ hơn một size nha. Nhỏ một size là cái cấu này nó cũng nhỏ hơn nè. Cái tầm ngoài nó cũng nhỏ hơn nha. Đó. Rồi bánh nhíp. Bánh nhíp tay u bát đầy đủ ha. Còn qua đây thì nó có bộ nhỏ hơn nè mọi người. Bánh này bánh 300-17 thì nó cũng có cầm hàng nè. Cầm hàng cầm rút luôn. Đó, cầm rút 300-17. Dòng này thì tải được 600 kg nha mọi người. Đó, tải max 600 kg. Cũng có nhíp tay u bát đầy đủ. Đó, cọc lôi. Cọc lôi này thì nó không có hay, nó không có cái hai cái mặt đạn hai bên. Đó, bộ này tải nhẹ hơn thì giá thành nó cũng thấp hơn. Thì ngoài ra mình có một số cái bánh xe ba gác, bánh nói chung là đủ thứ các loại mọi người, mình không thể mô tả hết được. Đó, mọi người xem, mọi người có một lâu chiếc lâu thì liên hệ trực tiếp bên mình, rồi chế xe lâu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha. Bạn nào gọi điện không được thì kết bạn Zalo nhắn tin mình sẽ trả lời sau nha. Nhiều khi nhiều quá mình không có nghe điện thoại kịp mình khi mình ra đường nữa đó, nên mọi người thông cảm nha. Rồi ngoài ra thì có xe lôi này nọ các kiểu, mọi người thích chế thì liên hệ trực tiếp với mình ha, đầy đủ. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều ha.